Xin mời anh chơi cái cho. Ông chuẩn bị bác có phần to cách đầm ca nên tệ vị thi sao là ca đánh đầu to đầu tiết hay chưa cách bản to đi. Xin mời anh chơi đầm nang sao về nhà chiết lần mình chia ông vì ai cả xa đây sao về nhà bàn lược lần là mày dùng một cái phía xa đánh đầu như thế này ông pi phía vẽ quần này ai cả xa thằng ổn đi từ nâng nâng ông hẹt đây là trời phư sẵn mà ca đánh đầu như thế này hay thì pi cứ bệnh kiện phong đáy ông pi tạ thình nhàn này ai cả xa đây là bàn lược lần một đánh đầu phần phong là lược lần một đánh đầu như thế này ông pi lê kỳ ấn nâng lê xây tiết đây chia phía xa ni mùi ni mùi đâm bầy rồi kia được vẹp bòn nâng ai mình cả có tầm quál mà tệ dự bó rồi có ai mưa khơi nơi rau khơi nơi ai cả xa tầng ổn đi chanh bì sân đồng rương chia lẹ xong mình chơi lúc xạ về nhà đồng nang xạ về nhà chiết Con lộc bát thiên ông chôm nôm chôm rẻ đầm nang xã bìa nhà chiết đại trong lược nơi bà nhà đại ban chủ nghiệp chùn bị bồn mộc này cứ miền ca đôi bà rằm tại tuần lược bằng chi rộng bò nhẹ tô đại ban bằng chùn mộc bị mô đọc rằm mùi cho ngay tìm mà phải pram khai đọc mùi cho nam mùi quân bà rồi chất sập rằm mùi đại miền y o n chim sông an làng vĩnh lịch sôn lịch sôn lịch sôn lịch bầm bún lịch sôn lịch muối lịch bún nâng lịch bầm pì nâng y o n chia bị sao ông lễ miền đôi hàng cấm cứ lịch sôn lịch sôn lịch muối lịch bầm bấy lịch muối lịch bầm muối lịch muối lịch muối chấm phu ăn bát để bẹp pon chỉ mui nâng bẩn chi ní nhom sôm mình lược dụng màu bị phía xa thế cứ sôm dục tại bẩn chi để miên để ban chấm đẹp chun nấu y ở ăn càng pi phía xa ní chun bạn nhom sôm à dục báo bạn sôm chơi lục thầy cho cầm Jack Crom Cartwright lúc ba nị dây tha bằng chi chmua mần nốt mập hay pram mùi nạ ní cứ chia bằng chi đà kê phá nhà bì mô đọc bay mà rứ bạn ọ côn lục sri chào Crom khiêm sôm còn an nơi hợp bản chi bọn lịch khách nữa để bàn phía mau pi prom đan campuchia thái nữa đã tha cần nắp no excuse me jack crom card right vậy đó khiêm chồng đang nói cái tha pi muốn lục từ bàn này dễ tha ta bệnh mình nuốt ót ta nắng từ bàn cái bệnh chun một pì mô đọc bay rứ pì prú nơi không ca bỏ prai chỉ pì sa on lễ cứ ót mình là dây pì mô đọc bay tê ta mình là dây pì mô đọc rầm mùi ta lục ai bệnh chia bàn tê bạn ở quân lục sợi chạp rắm nơi không bệnh chi lý cứ một pì mô đọc rầm mùi well in that case jack rom card right អញ្ចឹង ក្នុង ករណី ហ្នឹង តើ បញ្ជី ហ្នឹង វា មាន ភាព ពាក់ព័ន្ធ អ្វី ដែរ ទៅ នឹង ស 21 និង ការ អនុវត្ត គោល នយោបាយ របស់ បក្ស កុម្មុយនីស្ត កម្ពុជា នោះ អរគុណ លោក ស្រី ចាប់ ក្រុម តំណាង កាយាល័យ សហប្រជាញា នោះ ដែល បាន លើក នៅ បញ្ជី ឈ្មោះ នឹង nẹt tốt để ban bình chun màu pi protein thay nắng pi pro nơi không bằng chi rồi ban nẹt tốt nó viêm miến nơi không sôn lồng rướng lịch sôn sôn muối tì pí
quân để chọn bằng chuyện từ lời chuẩn chụp chào thạc ta nơi không ẩm long ca để quạt phơi chi bảo thiên một tí sau mà phay môi nâng quạt thuộc ban tổ tu một nụ để chạp bằng chun màu phi prom đàn thay ta một rồi dạ mô đọc bảo mùi đài rì tê thấy nơi không nụ đá cài giả lại xạ về nhà nâng vì miền trầm ngon vì khơi miền trầm na mùi nơi trong bằng chi để bằng chun màu phi mô đọc bảo mùi nâng vì hát đôi chi chầm ná rồi bó chuẩn chụp chào chứng ban chi ca giả lại sao vậy nhá trong bệnh triệt làng vĩnh từ lời chuẩn chụp chào nó nữ bệnh chi nế thả tá quật ẩm lòng bê nó quật bích chị ban tổ tú rư giang nà xong ạ con bạn anh chưa hình được cho các đồng xong mắt. Xong tốt chạy cọm là vài anh chọt bạc microphone thôi. Chạy cọm là vài anh. Bà dưỡng mến anh cả xa mua chi phía xa khám ai hà đang mến bằng chi, đã chiếc bằng chi chung môn mà nụ. Hơi nơi khang trong anh cả xa ní. Cứ mến chậm nà mối. Nơi khang chuyện đầy. Ta lúc này dưới dòng phi chậm nà nơi khang chuyện đầy nè rứ. Vì bố ấy tam khi mơ tới cứ tha chậm na kháng chế bệnh đầy nắng mơ tới đôi chi an mình đại tệ rồi môi co lu này chi em pi chậm na vậy sai cả pi chậm na môi này học quân lục chakram la vén khi ông lược là bên ấy cứ chậm na để nơi kháng chế bệnh đầy nắng để chọn bệnh trẻ từ chuẩn chụp chào nằm bay ở quận cái lục quận miền là cả tròn chạm làng vĩnh thà ta chỉ chầm na nâng chỉ chầm na khang chuyên đái chỉ chầm na bọc quạt rứ hay miền này đôi mà đạch đài vì pro vì miền ca prel prati prapla prala mờ đẹp cùng ai an bàn ជិញថាបរិញ្ញាតាំងគំនុំឡងទៀតបានជាក់លាក់ចំពោះជនជាប់ចោតហើយជនជាប់ចោតត្រង់តាមត្រាប់ហើយនឹងអាចឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ថាបរិញ្ញាជាតិដែលនឹងឆ្លើយលោកនឹងសួរសំណួរលោកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណានៅលើឯកសារដែលបានបង្ហាញដោយថាបរិញ្ញាតំណាងថាបរិញ្ញាជាតិបានមិញនេះ អរគុណលោកប្រធានសំណួរជូនលោកកាំងកាច់អ៊ាវចង់សួរថាតើចំណានេះគឺពិតជាចំណារបស់លោកទេហើយចំណានេះវាមានន័យដូចម្តេចដែរលោកប្រធានយុតិគោរពចំណានេះថ្មីត្បិតតើពាក់កណ្ដាលមើលមិនដាច់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាជាចំណាររបស់ខ្ញុំអសរខ្ញុំបတ်សញ្ញាតែវាជាអសរខ្ញុំឯចំណែករឿងរ៉ាវផ្សេងទៀតតកតងជាមួយនឹងជនជាតិខ្មែរទាំង26 25រូបនេះខ្ញុំនឹកមិនឃើញទេខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍សូមយោបល់លោកប្រធានថាតើអាចឲ្យខាងកាយឡ័យសតតុះនឹងអាចបង្ហាញឯកសារនេះនៅតាមអេក្រង់កុំព្យូទ័រនឹងបានទេដើម្បីបើភ្ជាប់មកខាងកាយឡ័យសព្រញ្ញាខាងបច្ចេកទេសសតតុះសូមភ្ជាប់នៅប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រមកប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់សព្រញ្ញាដើម្បីមិនចាំងនៅឯកសារដែលបានលើកឡើងដោយតំណាងថាបរិញ្ញាជាតិអំបញ្មីនេះអ
Xong lúc bằng hai bì chấm na hàng cầm đại chuẩn chụp chào quạt bàn từ tu sĩ thái chi chấm na bạc quạt nữa thật tại lúc ảnh nước khơi nơi chấm na ní miền ở thành này đối với đất bạn ออกคนส่งกรุบลูกประเทียนจำนานนี้คือมือดักบานแต่ประมาณมาตีจำนองเชิงธรรมดาได้คำตัวสิทธิ์บ้องกิติกรุบนิจิสิกได้จำลองหลีกขึ้นบรรจุปุ๋ยขมายมาพิปรำเนี่ยต่อติดคือมืออดักตีเฮ้ยเงียนเปียซีมามัดบรรจุใส่ติดมือมันดักตีโดยเฉพาะเมื่อดักมาในปัณณ์นี่สมบัญชีจูนทับได้ไล่ในยีตรมเจ้าพระนี่เมื่อดักมาในปัณณ์ไงអញ្ចឹងលោកកាន់កិច្ចអ៊ីវលោកពិតជាទទួលស្គាល់ថាលោកនឹងបានទទួលចំនួនមនុស្ស26នាក់និង26នាក់នឹងវាមានស្លាប់ម្នាក់ដូច្នេះមែនទេបញ្ហានេះតែមានចំណាខ្ញុំហើយវាច្បាស់ជាមនុស្សមកដល់ហើយវាច្បាស់ជាមនុស្សមកដល់ហើយហើយប្រហែលជាលិខិតនេះវាមកជាមួយមនុស្សក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការទៅជូនមេខាងលើរបស់ខ្ញុំថាគេបញ្ជូនមកដល់ខ្ញុំហើយប្រសិក្តីខាងដើមដែលខ្ញុំសរសេរថានេះជាលិសិក្តីចម្លងលិខិតបញ្ជូនខ្មែរ25អ្នកដូច្នេះមុននឹងមនុស្សនេះមកដល់ពិតជាមេប្រាប់ខ្ញុំដល់មនុស្សនេះមកដល់ខ្ញុំបានទទួលមនុស្សហើយខ្ញុំបញ្ជូនអាលិខិតនេះទៅលើថាខ្ញុំបានទទួលហើយនេះតាមការវិភាគលើចំណាលើឯកសារទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមសន្និដ្ឋានប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណលោកកាំងកៀវលោកប្រធានសូមលោកឲ្យខាងបន្ទប់សត្វទោះនោះត្រឡប់រូបភាពនឹងចូលរូបភាពដើមវិញចុះហើយខ្ញុំជាតំណាងសហព្រះញាជាតិសូមអស់សំណួរហើយនឹងបញ្ជូនទូនីតិបន្ទប់នេះទៅលោក Bill Smith ដែលជាសហព្រះញារងអន្តរជាតិធ្វើការសាកសួរជនជាប់ចោតបន្តបាទខ្ញុំនៃបច្ចេកទេសនៃសត្វទោះសូមផ្ដាច់ប្រព័ន្ធជាមួយនឹងកុំព្យូទ័ររបស់សហព្រះញាហើយមកភ្ជាប់នៅរូបភាពប្រក្តីឡើងវិញហើយសូមអញ្ជើញតំណាងសហព្រះញាអន្តរជាតិសហប្រយញ្ញាសូមអរគុណលោកប្រធានបាទសូមអរគុណលោកស្រីលោកស្រីក្រមលោកប្រធានបាទសិនជាខ្ញុំសូមមានការអនុញ្ញាតគឺខ្ញុំចង់ឲ្យធ្វើការបង្ហាញឯកសារ D69/18 ដែលមានលេខ000548សូមឲ្យដាក់តាំងបង្ហាញនៅលើអេក្រង់បាទដល់ភ្ជាប់មករូបកុំព្យូទ័ររបស់ខាងសប្រិញ្ញារូបថតនេះគឺជារូបថតរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងកំឡុងពេលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលគាត់ជាប្រធាននៅស21អ្នកបច្ចេកទេសសត្វទោះសូមភ្ជាប់ប្រព័ន្ធមកកុំព្យូទ័ររបស់សប្រិញ្ញាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសហប្រញ្ញាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្យលបន្តិចលោកប្រធានទៅលើសំណួរដែលខ្ញុំនឹងសួរទៅលោកកាំងលោកកាំងកិច្ចអ៊ីវតាក់តងទៅនឹងថាតើគោលនយោបាយនៃការសម្លាប់របស់បកកុម្មុយនីកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើឡើងបង្កើតឡើងនៅស21គឺថាលោកបានពិភាក្សាអំពីការទទួលខុសត្រូវ
tới lựa ca bản đồ bản đa nơi sau một phây muối hãy chỉ bị xét tại tôn tới nâng cô nâng dô bay này ca xâm lạp này đồ chứ nế ông xâm lạc ca tầng mùl nâng ai dô đăng bàn ca tầng chả thả ta lúc thơ cách ca nâng đòi rộ biệp nà hơi tự tám phiệp chạy sát đây nơi bản đồ bản ca bảo trăm tháng ngày rồi bỏ lục nô đồ chứ nế nế chi chùm nuôi ca đó chả đo khang xa bị nha bà xin để lúc ai chú với bạn đồ chứ nế bạn ta muốn được nhâm su sầm nô một chấm nô từ lục nô nhâm trong thưa sẽ đây sòng khai bản ta nhâm pi ở vai để lục ban từ tu score hai nơi khăn ông sa văn đa ca lục căng cái yếu lục ban bắt đầu sẽ khai cam thả ca sầm lấp tam tầm nâng chất cai cho bạp nâng cứ từ bạp sọp sai láng nơi so mà phơi muối nơi khăn ông cây bạch chôm bạch chạm chân nằm cứ sầm lấp ông gặp hiếp tầng mù prom tiếng với cặp sọp sai phong đá nơi tam cây bạch chôm xem xế nơi tam ông gặp hiếp tội tội lúc có ba này gặp hiệp phong đá thả lúc ban thuê ca sọp sai cô nội dụ bài xâm lạp tiền ní nữ bê đà thuê ca chá lá xâm nô bà lục sầy khát rái đòi ba này dây thả tệ tôn tam chùm hô nội dụ bài năng mà nó có mấy chía từ lờ khám mang nó cứ miên tệ khi nhóm mà này anh tê đà miên sức dụ có ba mấy câu một can nằm bây ọp rùm bà cà mạng phải bỏ thẳng nồng, ta chỉ cà phật đại rưu tế. Tì muối. Nơi bê, bà xâm nô tì muối đã khi nhóm miến, bà xanh chỉ lô ai chá lao dạy bàn khlai bòm phọt nó, cứ thả nơi bê, đại lô nì dây tham miến tại lô mà nẹ tê, đại chỉ nẹ tự tù khó trời. Khăn ông ca ọp rung, bọc cả lực, nơi khăn ông ọc phì bà bỏ lô, tệ tôn tơ nâng cô nì dô bài nì. Hãy cứ miến tại lô tế, đại chỉ nẹ miến sức căn qua micro nô. Chúng ta luôn là dễ nó chỉ phiệp chạy sẵn đó có vì mình ảnh thần này ở website vì nâng tiệt. Mình này thá cứ mình tại lục tại ai thế rứ. Đại ai thua ca bằng hai ông bì mìa kia bạc ông đưa co rồi bó. Bà cùng đây cảm bà chia không ca xâm lập khám mát nơi so mà phê mùi nụ. Chúng kia bật sạc lô bật thiên. Môn nâng chô ta đo chăm lại nếch xong xong bình chạy bánh hà bì. Bánh hà tì muối, mịa kia. Văn nạ, nâng ca to su văn nạ chì mịa kia rồi bọc bạng của mình đi Campuchia. Để sẽ đây thập khám mắng ta lời tay cầm tích. Nếch chì mịa kia rồi bọc bạng của mình đi Campuchia chì tu tử. Để khám miên là hiền đồng ơ. Nhi tì mùi, tì bì. Nhiệm đây kì chạp bình chút mà xo mà phê mùi. Mình mình xo mà phê mùi xong chạp thế. Cứ bộ cọng buôn nhạc đến miền chai nơi khăn nông. Sẽ cả đi xâm lạnh. Thằng ngày xăm sập ý đi nó kì nhạc chạp bình chút màu. Nhi bì. Tì bấy cho chăm xâm nô để lô bởi ai nhà lỗ xu khi nhóm hời. Nơi xo mà phê mùi khi nhóm căn cắp kháng kịch ca này dô bái hơi nâng căn cắp. Từ tôi khó trai ruộng. Nơi xa mà phê muối ốc rô miệng kia này dụ bái trong bộ khám mắng. Nâng cách đâm lai ca này ca xuống. Cứ miền tay khá nhầm thế. Nhi. Các bạn mê cổ này chiều tiêu họ sẵn. Rút này chiều tiêu họ sẵn. Nhi cứ nâng nâng xa la lơ phá lấy cao bàm. Lúc rồi anh nhá lộn mơ nâng lơ phá lấy cao bàm. Một xa la nâng bài tập lạch. Các bài bà chạy khá nhầm. Xa la để khám đặt ơ. À xa ơ nâng không phá lấy để khám chún tư. Bởi đẹp này chẳng có sự một kịp. Được chứ này trong sông bình dạy thật. Bất chí nguyên tạch trong mình anh quất. Đại chỉ này ốc rung này dụ bái nó xong phải mùi. Xong chọc. Thank you. I just have a follow-up question. Xong ốc quân khi mình nâng xua xong nô bật to được tiết tệ tông thân nâng rụp thọt này. Đã bên lúc quý đòi miên các bạn microphone khám mộng này. Lúc này dạy thà rụp thọt này bàn thọt nâu. Nâu sẽ là đã chỉ xâm rạp ca ọp rung đò một trầy nâng trong xóm phây mối ta mệnh thế. Chỉ mình đẹp bật xa lúc bật thiên. Các ốc rung rồi bọc nhóm phía chẳng tới lời cảm mạng phía bà xua chẳng lại. Bà chăm chẳng nằm. Mền, chẳng ốc rung tu từ. Thank you.
Sum okun. Delta haluk chaloi ban clay da yung ai chul to bithin bot same same tiet ban chap kan da tam da ai thua ban tae tong te nung kech prachum pracham chanam ta ka prachum paman dong no khnong pel da luk thua chea prithin so 21 nu. Chúng mình được sáng lộp bật hiến ổn miền ai cơ xa ai nơi nâng đáy đi đôi chân ách khiêm xôm trả lời tam ca trong chăm khó trứ anh nâng dương dì khí to tự tiết đôi chỗ lưu ai cơ xa có bần tay nâng dì bì ca bà chung bà chăm chăn nắm ốc rung bà chăm chăn nắm bà chung bà chăm chăn nắm cứ khiêm thua mơ mà hà xoan nịp bạc chăn nắm bà bòm rôi chất sập rắm có khiêm thua chất sắp bổng mùi có khám thuế chất sắp bổng mê khi nhóm lục rút chơi đất nông bà chung này bạn ấy luôn bà hai dân ở khu thang ngay mà phải buồn mê xa mà bọn bổng buồn rồi chất sắp bổng bẩn đó chất sắp bổng bấy có khám thuế đối chân ấy sở rộp máu bây giờ đến nát cả thư và thiên cả đó có khi nơi tại căn cả ba mươi cổ đất nông cạch ca này dỗ bài thank you bệ nhà sum o kun cách tập trung bảy trăm chín năm sum ra bộc lực từng o nơi con sông phải mũi tha ta tập trung nâng rịa pel bần na đá mũi thứ ngay mũi sập đá rồi có bị bảy máu con ông mười lượng ca tập trung bờ tam khâm chấm đôi chia mùi thằng ngày ấy bờ miền tiền sốt phong ăn nắng tràn bờ cả bờ miền cà tiền sốt phong tràn từ bờ chung tam cấm thì phe xa ai cả xa từ trút vì nứt bờ vật từ rùa bạc địa vật bờ chấm chăn nắm hơi nắng từ trút vì nứt chiều tối bờ chấm chăn nắm đôi chân này cả bà chung bệnh này dù bà hai khi mà tết nít xem xong bệnh chạy chẳng xa bệnh nhá xong ọc khốn cách bà chung tầng ọc nô tha nơ bà chung nơ bêl ná nơ khăn ông bêl khăn ông bêl đợt đài khăn ông chân nằm nằm mùi mùi rưu con nơ khăn ông chân nằm bò mùi rồi chất bàm chất bà mùi chất bàm bì nâng cứ tha chất nơ bêl ná mà lộc bát thiên chư tỳ cô rúc, riêng bát chúng bài trên nơi miền ai cả xa đi chắc bắt luôn, bằng lời không trả lời tạm chắc sẽ đánh cho, bát chúng sanh địa bát nơi biệt cọ cả so mà phi mũi cứ khói ca liền sốt vẹn lời tỷ pi nơi chăn năm mà bom bồi chết sập ram lần, mình đang khai na thì, được chưa nè, rúc ca bát chúng sau này bạn nó sau mà phê mũi cứ nói để khi bạn từ riêng nữ xa lá này dụ bài rồi bỏ ạ kệ xe nà tí ca nếu cứ bị chung chẳng rồi bạn riêng bị nó máu mà bằng riêng này hãy bị chung cái này bạn nói nâng nâng đi xong bình chạy chung đi thọ tới bạn nâng xa bệnh nha, lúc găng gạch yếu lúc ai kịp phép tha nhiều bài này ca xâm lạp kào cho bác có trợ bàn sắp xa nó không cách chung phần trăm chân em này ông kịp phép từng sông thằng ô nó hỏi cứ ông kịp phép từng ô này xóm phây mũi đại lộn dây thà thằng ô nâng dương này dây phía xa bí đèn miền này bà hẹt khả nìa lúc miền bà sang âm bì thả ca xâm lập kháng chạc bắp ai gần này bê lúc dương khả nhóm bằng riêng âm bì ca to su vần ạ vì miền lệ khả nạc đôi khả nìa hơi bà nạc rộn bà bìa khó khả nìa bìa mùi bìa rộ bọc bạc của mình bìa mùi bìa rộ bọc chấp bắp ăn trái chiên
ប្រឆាំងអណេនីអំពីច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះវាខុសគ្នាអញ្ចឹងដូច្នេះការអប់រំអំពីមេគីវណ្ណៈនិងការតស៊ូវណ្ណៈយើងខ្ញុំអប់រំជាហោហែឲ្យអ្នកនៅក្រោមអវ៉ាដើម្បីឲ្យខំប្រឹងប្រែងបើមិនបានជាមានមុខមានមាត់អីនឹងគេក៏ហោចជិះវាងអំពីសេចក្តីស្លាប់ ចំណងនោះបុគ្គលិកខ្លួនឯងតាផ្លត់ខុសមេគាស្លាប់ហើយពេលកាលមុនព្រះអញ្ញាលោកយេតចរិយាលោកសួរខ្ញុំថាលោកគឺខ្ញុំឬបុគ្គលិកសម្ដៅស្អីខ្ញុំឆ្លើយជំរាបលោកព្រះអញ្ញាយេតចរិយាថារឹសវណ្ណភាព រឹសក្មេងដែលនៅស្អាតស្អំហើយលោកយេតចរិយាលោកមានប្រសាសន៍សួរខ្ញុំថាលោកមានគិតចំណេះវិជ្ជាទេកម្រិតអបធម៌ខ្ញុំថាអត់ដូច្នេះខ្ញុំរឹសបុគ្គលិកក៏ដើម្បីឲ្យគេស្រង់ខ្ញុំខ្ញុំស្រោចស្រង់គេជិះវិញសេរីស្លាប់ទាំងអស់គ្នាដូច្នេះដើម្បីជិះវិញសេរីស្លាប់ទាំងអស់គ្នាត្រូវតែខំអប់រំស្អីដែលជាមេគាបដែលតកគេឲ្យតម្លៃនេះដូច្នេះឥឡូវនេះជាភាសាបច្ចុប្បន្នភាសា ច្បាប់អន្តរជាតិស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សយើងហៅថាសម្រាប់ក្រៅច្បាប់បានចំណងនោះយើងហៅថាមេគាបៈនឹងគឺសូមជម្រាបដល់ខ្ញុំអប់រំគ្មានអ្នកអប់រំខ្ញុំសាប្រិយញ្ញាអរគុណលោកកាំងកៃអ៊ីវលោកបានធ្វើការងារល្អក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរផ្សេងៗរបស់ភិក្ខុទាំងអស់ហើយឥឡូវនេះក្នុងការព្យាយាម ដើម្បីសម្រាលមិនទុកនោះខ្ញុំសួរលោកថាអសុំឲ្យលោកឆ្លើយដោយជាក់លាក់ដោយខ្លីៗតាមសំណួរដែលខ្ញុំឆ្លើយដើម្បីឲ្យយើងអនុវត្តទៅពីសំណួរមួយទៅសំណួរមួយហើយខ្ញុំនឹងសួរខ្លីៗលោកនិយាយថាកិច្ចប្រជុំនោះគឺថាសម្រាប់អង្គភាពទាំងអស់នៅក្នុងសម័យមួយតើមានមនុស្សប្រមាណដែលចូលរួមប្រជុំក្នុងការកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនឹងគឺថាមាន4ដងដែលថាមួយឆ្នាំមានម្ដងហ្នឹងបាទ បុគ្គលិកទាំងអស់នៅសម21វាច្រើននៅពេលដែលខ្ញុំប្រជុំប្រចាំឆ្នាំជាសន្និបាតនេះគឺយកប្រធានផ្នែកប្រធានពួកប្រធានក្រុមយកមកទេដូច្នេះប្រហែលជា30អ្នកប៉ុណ្ណឹងនេះម្ដងមួយឆ្នាំគឺប៉ុណ្ណឹង សហប្រិញ្ញានៅពេលដែលលោកនិយាយគឺថាក្មេរបស់ក្រុមនីមួយៗលោកចង់និយាយថាគឺខាងក្រុមការពារក្រុមសុខសន្តិសុខក្រុមខាងថតរូបឬក្រុមទាំងអស់ផ្សេងទៀតឬក៏មានក្រុមណាទៀតតើអញ្ចឹងទេក្រុមរອບភ្លាមឥឡូវនេះវាអត់បានទេក៏ប៉ុន្តែក្រុមដែល លោកព្រះអញ្ញាមានប្រសាសន៍មិញនឹងវាគ្រប់មួយចំនួនហើយពួកសួរវាមាន3ពួកពួកក្តៅពួកតិចពួកអង្គៀងយកមកមកក្រុមមួយហើយអ្នកសួរពិសេសមិនប៉ុណ្្នឹងជាមិនរួចពីមកទេគ្រប់ពេលវេលាឯចំណែកខាងពួកកងពិសេសគេមកមកពួកមកគ្នាម្នាក់ពីរមកចំណែកកងការពារក៏មកពីរម្នាក់មក ឯពួកខាងព្រីសក៏ខ្ញុំហៅឲ្យគេមកមួយចំនួនដែរដូច្នេះវាសរុបមកអញ្ចឹងនេះល្បៀបនឹងក៏ប៉ុន្តែឲ្យជាក់លាក់ប្រកាសប្រជាខ្ញុំអត់ជាក់លាក់ទេភ្លេចអស់ហើយនេះសូមជម្រាបដោយត្រង់ហាក់សាប្រិញ្ញាសូមអរគុណប៉ុន្តែក្នុងន័យថាកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំដែលខ្ញុំនិយាយនោះគឺមិនមែនការបណ្ដោះបណ្ដាលទៅអង្គភាពតូចៗទេប៉ុន្តែនិយាយពីកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំមកលោកនិយាយថាគឺថា ប្រើពេលមួយថ្ងៃក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយមួយតើលោកបានប្រជុំសព្វសាយនឹង
nhom sum chum riep bình chạ tha pra hai chữ lấy biếp thuê càng nhờ bọc dương mình đôi cái nìa đôi cái này chung bốc biên là gì ở bàn tràn tạch bộ ni mùi kê bà chung bộ rồi bọc kê bà chăm mặt tật bạn cái chuẩn là không so mà phây mùi bà chung chi vừa phiếp để cái hạt bà chung chi vừa phiếp cứ miên cá thuê tị tiên xoay tị tiên đi cần là khai mà đòn sống bọn như bà có thơ ca thị tiến đừng xoay thị tiến gật là khai mà đòn đòi lại riêng sốt được trăm chân nằm để miền nghĩa kia bạn chắc bạc luôn và trăm chân nằm đi hai màu tráng cập bắn được tráng tháng ngày ở tiêu hò đội chất sân này bạn tháng ngày mà thấy buôn mê xa mà bọn 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 chất sập bớt mê không còn chơi màu còn chơi máu ban nào mà bực thì đâu còn chơi nhanh tới ai cả xa tầng bằng mắt dân trái chỉ có bị phẹt xa đó rụi hơi dương khi nhóm thuê bộ vật rút cho lòng bộ vật rút dương khi nhóm thuê chi vật tốt cho lòng chi vật tốt đối chứ này lẽ khăn nặng riêng dập lại cái chân đòi lại chân bộ cầm mà phí bà xù bê lực trong khơi sập hiệp ca ấy để khang lơ cái đạn mỏ tầng trăm bách không hát tất cả mà bị bảo xuống máu ô tí xin niệm nế rừng miệng kia này dụng bái cô này dụng bái để tiện tông mình ca xú cứ hơi màu nhận nhọc này chỉ bị xét căng tình chỉ bị xét nơi trăm bộ rồi chất xong bấy xong hơi màu nhận nhọc này hồi hơi màu riêng lưu biếp nế ọt miền nế thế riêng hái kỳ tớ bất chắc kỳ tớ thơ nên hiện ông bị chung mối cầm mặt vào số cứ liên hệ khi tăng cái lãnh cái thơ ca tỏ được tiền đi không xong mình gì ở hồ hải chấp bắt luôn bệnh hàn đi xong trọng sạ thị nhá xong ở cún đã ca chôn rùm nông cây bị chung bị chạm chân nam nắng chia lệ khăn tầm đầu thật trâu tầm mọc chung đấy xong gồm lục bật thiến nhẹ đại châu rùm bởi chung đi cứ chỉ nhẹ đại đầm rơi bị so mà phải mùi tới hơi chứ rơi rơi so mà phải cái nạc cảm thấy ca so mà phải mùi tầm rơi hơi chứ rơi rơi tiền sạp bị nhá xong ọc khốn luôn như vậy, bị khang đào nước than được không cạp đào sạch khay cam được không mò đập mà tìm mò đập bay nước hơi nước co tẹt tàu nước so phải mùi đá thả mình nốt nẹt để khi mình tố trơ bàn nom chôl một đòn ong cá hơi kề kề bằng cọp oi trâu tê cầm tay trâu tê sầm lạp hơi lúc ban mình thèm tiệt thả khăn ông niêm trên nẹt ọp rúm cứ thả thưa mây thưa oi kề miền khá hàn kê hiên xua, ao kê hiên thưa tư rôn cắm. Đại tùm nông chìa mình chanh tha, kê tha thưa, ao chìa mà nụ đánh tha sổ trống, tam thòm chiên nụ kê tha bàn prai khai, mà nụ tương ọ nụ. Chùm rung lực tực chất kê thưa ao kê hiên xua, hay thưa ao kê hiên thưa tư rôn cắm, hay thưa ao kê hiên ăn vót nấu côn dụ bài cặp sầm lạp rồi bỏ họ bạn công ty cầm chìa ta được không cách bị chung bị chạm chân nắm ta lục bệnh chẹt đôi mặt đấy ta lục lực thực chất nè thợ ở nội thừa đôi mặt đấy ôi kì ăn vót nấu côn dụ bài cặp sầm lạp nô lục bát thiên chỉ ti có rúp sầm nuôn đi không khinh cá bỏ bài gì phía xa khăm ái bộ phải thành nhẹ miền tốt để chôn màu mò độc bầy rồi còn chôn màu so mà phải mùi và sân bà dương dột bịa mà mặn đi một thua chè lạch và cái kia có bên mình sưu và mang đài một nốt để cây chắp bình chun máu cứ buộc cầm buôn nhãn luôn buộc buôn cầm luôn cái sầm rảnh và nó kèm với buôn cầm đấy cứ sầm rập cào ấy thằng ấy sam sập cái nia mà thế muốn thằng ấy sam sập cái nia về miền tây cầm thì
tí mũi cứ ở chân trái bắc tí bí cứ lấy khá phù mê phía đối chứ này môn đọc bẩm bẩm mê xa mà bọn bẩm rồi chết sắp bẩm ai tè phù mê phía kì xâm rạch bằng chun mọt đo mô đọc bây hơi kế chặt túc chìa khám ăn hơi bà xin chìa priếp thiếp nâng chạy bắp chìa thô rùm yên chìa thô rùm yên nơi khá nông bỏ tiếp xem xế à nâng dừng hai thả chập chóng kéo bỏ bọn chìa bắp cậu bà nó đoàn dây thả môn hút tốt. Mr. Kangaroo, if I can interrupt. Dùng từ lúc châm lợi đã lúc bàn châm lợi bị một nước châm lợi tên nâng xâm nua tên nâng lúc cháu cầm lúc bánh nâng thang ngày tìm phê bình bình khai mì xa chân nằm bì bọn bàm bốn nâng tâm bò bài sập bùm bay từ cao sập lúc mà chạy tha ca ọp rùm nẹ xua cứ tha châm rùi nhỏ kê miên phiệp khô khâu nâng bọt ốc khá rất đôi chìa nâng mò đọc bấy nâng xò mà phê mùi nô đá bàn tay tham phất. Lúc này thì có lúc bán phát đô sản phíp dù bà chôn khámênh bì nè xa lột trọng ở tờ chế khổ khấu cứ rung tờ ở kê đạch khát ở kê hiền xua hiền thư tờ rung được cắm hỏi thư ở vầy vầy đá tam bánh chìa hơi lúc bán này thì dù lúc bán bán đọc bán đào mà nó tờ tam dù bài đá khổ khấu đâm bây xâm lập mà nó đâm bây khung khăn mà nó xanh tiết. Hãy cả ọp rung khá đá tu nữ tì xung khăn đại là thua ôi mà nụ xa lột rong tàu chì mà nụ khâu khâu. Hãy lúc này dây thá kết thà nẹ đại là thua cả ọp rung nữ cư khá nhông đầm bấy bóng play anh kê ôi tàu chì mà nụ đạch khát ôi tàu chì mà nụ khâu khâu. Xâm nua đại khiêm xua lúc nữ kết thà nữ khá nông cách bà chung bà chăm chá nam tên nụ. Ta lúc bà này dây bì côn dụ bài ông bì ca xâm lạp mà nụ cụm tịnh mà nụ nơi khôn ông cách bà chung thả tá lúc này dây đôi mặt đách hay lực tục chất đôi mặt đách đâm bày ở kì thừa ban bà sân chìa nẹ thường ổn nụ mình chọn thừa nụ rồi hốt ở kì chọn thừa ban nụ ta lúc thừa đôi mặt đách mù là tháng cứ nhóm xong mình chạm bằng tỏ tiết mù là tháng cứ biển đại dược bà bờ sân dự dương bìa rừng riêng khuôn thả dù mà nó sổ trong máu anh nâng việc tốt như vậy bờ sân chỉ muốn là than như thả mà nó để kịp bình chun máu để ai chân tay mà chấm hay nâng lấy khá phung phía kịp bình chun máu nơi mà đọc bấy sắp tệ khám ăn hơi cả rồi đọc bờ mê xá mình nuốt đèo ai chẳng tay kịp bình chun máu hai nâng áp bộ quân nhạc bình chun mà mọt đập bay chìa khám mắng anh nâng việc sử dụng gì thế biết để khám chùm điệp lúc trả cọng là vàng cứ dừng khám chân ọp rung ọp rung ở đạch khát mình chùm hô và nặng đạch khát biết nâng khám này chỉ hô hài áo tầm nuốt đèo kịp bình chun màu xo mà phây muối nhạc ấy chỉ nhạc xuống tới thì tốt chìa khám mắng bờ này anh mình tốt kiệt khả năng đấy này anh xua chồng lái mình tranh thì hãy không bằng anh khơi quốc thân tiệp đó là cả mà phải bà xua bọc thân bà nhạc bà nhạc bờ này anh mình chặt tục một nốt đề kê bình chun màu chạy khả năng thế này anh xua cho xua lái một tầng xay thả bắt tự chắc một nốt xua trăng đối chân anh về thua ở khuôn này anh chót chì môi bạc đối chân anh về thua ở này anh có bọt cò nít lưu bíp ọp rùm nít lưu bíp ọp rùm hô hai tu tới cứ ở miên chùm hô và nặng đánh khát khả năng trừ từ vay hiền vay xuống và anh nhát đó hỏi anh vay xuống phải thế hỏi từ này anh hiền đọc lên cứ này anh khăm mắng rồi anh ấy dương ấp rung chân cả bàn trai kia ở đánh sờ lắc riêng bạn để vót nâng mình bạn để vót riêng khăm mắng nâng mình về nơi tận năng đối với phía xa những bà về mình đội kia đối với cả ấp rung về từ tám chắc sẵn nặng mình ở cùng với chia bọc mình ở mình nhóm chân của mình đi thì ấp rung tám của mình đi. Này xong chìm đẹp bạch cho ốc cách cứ về nơi lớn chắc sẽ nạ rõ bọc
ប្រតិកម្មអាធនវាអុកក្រឹតកេសនៈរបស់ផ្ដាច់ការវណ្ណអាធនវាអុកក្រឹតខ្ញុំជាអុកក្រឹតជនជំនុំនោះ គឺជាពេលដែលលោកធ្វើការបញ្យល់អំពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅគោលនយោបាយរបស់បកគឺគោលនយោបាយសម្រាប់របស់បកនោះតើអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនឹងត្រឹមត្រូវដែរឬទេលោកប្រធានជាទីគោរពខ្ញុំសូមឆ្លើយដូចតទៅបើនិយាយពីកងអង្គភាពផ្សេងមិនមែនអង្គភាពឯណាទេគឺផ្នែកផ្សេងៗនៅក្នុងស.21នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹង ផ្នែកផ្សេងផ្សេងរបស់អង្គភាពស.21ទាំងមូលមិនមែនតែប្រមូលកងឯណាយកមកអប់រំរបស់គេទេគេគឺគេខ្ញុំគឺខ្ញុំដាច់ដោយឡែកពីគ្នាសរុបមកវិញកិច្ចការទាំងប៉ុន្មានខ្ញុំអប់រំខ្ញុំត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តខ្ញុំតម្រង់ទិសការអប់រំខ្ញុំតម្រង់ទិសការអនុវត្តនេះខ្ញុំសូមសរុបខ្លីប៉ុណ្ណេះហើយប្រហែលជាមិន ត្រូវនឹងសំណួរលោកទៀតដល់ព្រោះសំណួរលោកខ្ញុំភ្លេចវិញទីបាត់ហើយបើមិនត្រូវនេះសូមមេត្តាសួរម្ដងទៀតមកចុះ តើលោកអាចពន្យល់បានទេនៅក្នុងតើពេលប្រជុំប្រចាំឆ្នាំចាប់ផ្ដើមនោះតើលោកគឺជាអ្នកដែលបង្រៀននៅក្នុងអង្គប្រជុំនោះតែម្នាក់ឯងទេឬនិយាយអំពីគោលនយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជានោះជំរាបប្រសាទលោកប្រធានខ្ញុំសូមឆ្លើយដូចតទៅក្នុងការបង្រៀនគោលនយោបាយនៅក្នុងមន្ទីរស.21ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ច្រើនដងហើយ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងនេះឲ្យច្បាស់ទៀតថាមានតែខ្ញុំទេដែលបង្រៀនគោលនយោបាយនៅក្នុងមន្ទីរស.21ទាំងមូលThank you ព្រះយញ្ញាសូមអរគុណបាទដើម្បីធ្វើឲ្យបានច្បាស់នោះគឺនេះនិយាយអំពីគោលនយោបាយគឺបង្រៀនគោលនយោបាយអំពីការសម្លាប់ឬក៏ការកំទេចនោះតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេ គោលនយោបាយវាមានទាំងអស់សំខាន់គឺគោលនយោបាយនៃផ្ដាច់ការឬយុទ្ធវិធីយកឈ្នះខ្មាំងពីដំណាក់មួយទៅដំណាក់មួយដែលបាក់បង្រៀននេះគឺជាគោលនយោបាយនេះគឺគោលនយោបាយខ្ញុំមិនដោះទេខ្ញុំមិនប្រកែកទេក៏ប៉ុន្តែភាសាយើងវាប្រើទៅវាមិនដូចគ្នា ដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យស្ដាប់គ្នាពិបាកយើងខ្ញុំដែលបង្រៀនរាល់ឆ្នាំបង្រៀនឲ្យបង្រៀនទៀតភាសារបស់ពលពតក៏មានភាសាអញ្ចឹងគេថាដើរដែលមុតគឺដើរដែលប្រើមានដើរដែលនៅក្នុងស្រោមទេដូច្នេះដើរត្រូវតែកាប់កាប់ឲ្យសំលៀងសំលៀងឲ្យកាប់ដូច្នេះមិត្តយើងក្នុងអង្គភាព ខ្ញុំវិញគេទៅអនុវត្តភារកិច្ចរបស់បកដាក់មកគឺមេគីតស៊ូបតាមើលទៅនេះហើយខ្ញុំហៅយកបង្រៀនទៀតដើរនឹងខ្ញុំយកមកសំលៀងសំលៀងហើយខ្ញុំរុញយកទៅកាប់ទៀតនេះការអប់រំមកទៅអញ្ចឹងដូច្នេះបើយើងនិយាយថាវាសម្លាប់អានឹងវាវាចូលទៅក្នុងករណីមួយដែលពិបាកយល់គ្នានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹង សាប្រេងញ៉ាសូមអរគុណតើលោកឯកភាពជាមួយនឹងខ្ញុំទេបាទសិនជាខ្ញុំនិយាយថានៅក្នុងការអប់រំនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅស.21តទៅទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជានោះគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតហើយគឺសំខាន់ណាស់ដែលថាគៀមួយចំនួនត្រូវទុកមួយដុំសម្រាប់តែការអប់រំតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយបាទសិនជាខ្ញុំបន្តទៀតនោះលោកក៏បាននិយាយថាលោកបានទៅយកវិហារកាតូលិកមួយនៅក្បែរ ស.21 នោះហើយសម្រាប់រយៈពេលប្រហែលជា 2 ឆ្នាំ
miền ban phơi chia sả lá điền mùi bắt tọt máu cứ chia sả lá ấp rôm nội bài sầm lạp cô lồng nón khăn ông ca bận đâu bận đa bốc cần lực ở bờ sông mà phơi mùi ta vay đặc nhầm lực lang này chỉ cả trầm trai đại rứa trầm trai hai cứ nhầm ban vô chơi bật lì hầm một chơi bật lì hầm dùng một phá chia cần lánh bận đâu bận đa mà nó cùng bị chia ông gặp phía bậc nhóm bật tập máu bám ăn khiếm mật với sả la mùi tối nơi các bài bật chặt nhóm nơi phá lấy cả cái bầm bị hết chạy bật địa hâm gọt khiếm thuế à sả la để không xong thay gọt khiếm thuế bản à sả la để xong thay không bảo bàn dũ diện kỳ để nét chơi không bảo chỉ sả la ôm rung sa hấp rồi nha ta hai rồi vậy ban chi miền ca sầm rạch chết khăn ông ca co sang sả la bọn đồng bọn đào là dụ bài nó hay là với ba chia mình pra tia đã miền là khăn đồng bọn ông đồng tới đôi đại lục pra tia xem xây xâm rạp ca thơ ca su chậm lời nó sẽ là khi nhóm viên này riêng đây thì cũng bộ phải chỉ cần làm mai bị đây hãy đặt một hộp bàn bài chỉ hai hộ sập nhẹ ai chậm này tia villa đến nơi con nông bãi biển sò mà phải muối lúc kia phải vì lá mình ai đặt một bàn tràn thì hơi chơi bật lệ hôm nốt nên nơi chăng ai bị chặt nhom được chăng bị bắt nên đứng tụi sắp mê mà rồi nhom được chăng nhom sọc kẹt thưa sờ lá muối ông bị chớ tham mây nơi các bãi bị chặt đầm bấy chết tụi sắp bị nhom từ mê mê từ nhom sẽ hợp riêng nhé, xong một cuốn. Bà sẽ là thầm mấy đề bàn thơ là nó cứ thơ là nó chấm tôn mục tế hạt bò lúc ta mà đo này lúc ai đa thật bàn mà anh thế. Lúc bà thiên chí tì cổ rúc, cầm xong trái lại nâng xung ngô đi. Thà, sẽ là thầm mấy nó, nó khẳng chuyên bà chắc nhóm, khăn tầm mà lọ bóng đi. Khăn tầm mà lọ bóng đi. Sa hấp rồi nha. Lúc các bạn dạy thật, sả lá nắng nơi các bài phát hợp bỏ lúc. Vì bố hờ lúc nâng ai trở lực lợi tu rủ sạp. Chỉ mùi nâng nô nà kì mà nè đây lúc bạn này dạy nó cứ rửa lúc nâng dạy tâm mê rộp bỏ lúc. Chỉ xôn xên chỉ đàm. Ta hai rồi vậy bạn chỉ chùm nói chỉ ca sầm khát này thật lúc trở nơi các bài sả lá riêng mà đông bản đào nâng các bài phát hợp nó. Hai rồi vậy bạn chỉ phát hợp bỏ lúc trở nơi các bài sả lá mà đông bản đào nó. Nâng vì chết tiết sản áp phá vào trong bộ mục thì vì chết bất tiết. Bởi càng nà mê hai cái nhóm, cứ lúc rưu sân sinh hai cái nhóm. Nghĩa càng tu tư sắp thì rốt hai cái nhóm rốt cháu ra là một chút mê mà phá lên bàn tam chân. Đối chứ này vì tiết sản áp phá vào trong bộ mục thì vì ổn miền ấy thì xong bây giờ bằng này. Sắp rồi nha, xong ổn cuốn. Hai lúc chị nè xâm ra nha, khăn ông ca co sáng xa là riêng nơi các bài phát triển bỏ lúc. Ta mến thế. Ổn cuốn, trăm trời hai. Sắp rồi nha. Lúc căng kịch yếu. Lúc đô chia nè dây tha ca bằng đồng bằng đá nó đô chia ca là chờ nhận nhộp nè. Bà mình đối chân này tế chứ ca bị ba khăn ông ca bà sai tạ tông thua ca tình ạ nông chìa mùi nâng lục xoắn xên bà xanh chìa xà lá nó bên này chìa ngài. Ta ca bà đông bản đa nó xà lá riêng nó với nhận nhọc rộp biếp na tử. Ồ cún. Lục bà thiên chìa tì cổ rúc khâm xông chà lai bình chạy nâng xung ngũ ní bị tỏ tư. Khi nhóm rừng việc cần lòng tới xàm xa phái chân năm mà hai. Đối chứ này ai cả xa để lúc bởi ảnh nhà ai mơ là hơi dọa ông bị ca bằng riêng bọc nhóm ông bị bịp xu nâng nhập bằng ná cứ nâng không ai cả xa bóng mòm này cầm nọt hết bóng mòm này cầm nọt hết ní miền lấy xôn 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 chất xa phẩm bớt bóng mùi rồi đọc mũi tức đó là xôn 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 chất xa phẩm bấy xôn ha xa phẩm mùi chiếng bay rồi tùm bùa được cho nên là khang trong không ấp rung nhất na miền là không nung nung
khom op rum yang mich sai yang mich bong mom nai cha tuk ban che muluthan khlam sa nai khom op rum. Nai satu ha bdaich propuan rup phiep chmuoy nung computer robos tamnang tha prinya vinh hai phuop mok rup phiep ro kdai vinh som ancheung banto lok tamnang sa prinya. សព្វាញ្ញាសូមអរគុណលោកកាំងកិច្ចអ៊ីវយើងខ្ញុំអនុញ្ញាតពីឯកសារជាក់លាក់ណាមួយទេប៉ុន្តែខ្ញុំករណីយើងអំពីទៅសពីសម្ដីរបស់លោកដែលលោកបាននិយាយប្រាប់សហចៅក្រមសិស្សបង្កេតនៅក្នុងដំណាក់ការសិស្សបង្កេតដែលពួកគាត់បានសួរលោកនៅសំណួរទាំងនោះឥឡូវនេះប្រហែលជាយើងត្រូវនិយាយអំពីចំណុចផ្សេងក្រៅពីការប្រកាសបណ្ដុះបណ្ដាប្រចាំ ឆ្នាំដែលមានការបញ្ញប់សពសារពីគុណយោបាយនៃការសម្លាប់មនុស្សនោះហើយនឹងយើងនិយាយអំពីភាពញឹកញាប់នៃការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅស.21លោកបានឆ្លើយប្រាប់ដល់អង្គសវនាការថាតាំងពីដំបូងមកបើនៅឯវិហារបស់បាត់លហឹមនោះសម្រាប់គោលបំណងក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មាភិបាលហើយនឹងយុតិជនហើយលោកក៏បាននិយាយនៅថ្ងៃនេះផងដែរថាក្រោយបន្តិចមក លោកបានធ្វើសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលរៀនមួយនៅទល់មុខផ្ទះរបស់លោកនៅពេលដែលលោកនិយាយថាសម្រាប់គោលបំណងនៃការអប់រំដល់កម្មាភិបាលនិងយុតិជនតើលោកចង់និយាយសម្ដៅទៅលើនរណាគេតើលោកនិយាយអំពីបុគ្គលិករបស់ស.21ឬបាទថាលោកចាត់ទុកថាពួកគាត់នឹងជាយុតិជនដែរនោះ ជំរាបប្រសាទលោកចៅក្រមរឿងនេះវាដូចជាដដែលៗបន្តិចហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ព្រោះខ្លាចយើងស្ដាប់គ្នាមិនបានការប្រជុំការរៀនសូត្រប្រចាំឆ្នាំខ្ញុំប្រមូលមកច្រើនដូច្នេះមានកម្មាភិបាលបកជនមានបកជនមានយុវកោហើយនឹងមានមហាជនសាមញ្ញក៏មានដែរឲ្យតែគេកាន់កាប់ កិច្ចការផ្នែកណាមួយនេះប្រចាំឆ្នាំដោយឡែកការអប់រំដែលញឹកញាប់បំផុតគឺខ្ញុំអប់រំពួកសួរចម្លើយនេះយកតែពួកសួរចម្លើយមកទេហើយពួកសួរចម្លើយហ្នឹងក៏ចោះយកមកចំនួនដែរមិនទាំងអស់ទេគេហៅថាវៃរហ័សឈ្នះរហ័សមានពេលឆក់បង្រៀនមួយម៉ោងពីរចប់ ហើយឲ្យគេទៅប្រតិបត្តិការវិញដូច្នេះពួកសួរចម្លើយខ្ញុំដាក់អនុវត្តមិធីវៃរហ័សឆ្នះរហ័សឆ្នះរហ័សសព្រីញ្ញាសូមអរគុណអញ្ចឹងសំណួរបន្ទាប់ទៀតហ្នឹងអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកបន្តមកទៀតនៃសំណុំរឿងប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចនេះនៅពេលដែលលោកនិយាយថាការបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងគឺ វៃរហ័សឆ្នះរហ័សពីការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅពេលព្រឹកហើយបន្តមកយកមកអនុវត្តនៅពេលល្ងាចតើលោកអាចបញ្យល់ប្រាប់បានទេមានន័យថាម៉េចទៅដែលថាវៃរហ័សឆ្នះរហ័សនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់លោកនោះតើលោកចង់និយាយសម្ដៅទៅលើអ្វីនៅពេលដែលលោកបង្រៀនឬក៏និយាយប្រាប់អ្នកសួរចម្លើយអស់ទាំងនោះ ខ្ញុំប្រាប់ពាក្យពីម៉ាត់ហើយ tìm mối đá cầm hai sừng liêng hai cam đá từ giờ từ cặp tới bị hở tới từ sừng liêng đôi chân này cầm mà phải bao xuôi trong lại bọc nhóm khăn cả ăn uất phê đặc cách dừng hai thập ăn uất phê đặc cách chẳng được cho người ta anh ta thề từ khăn sấp hiệp mối đẻ kế miền ốp xã để cái bức ái khăn lứa ở phát đo cầm lắng nghĩa kia cầm lắng sẽ tế à rắm ở cái to rồi tiệt được chứ này dương trái trái hơi kì dùng mùa riêng càng là riêng hơi kế bán chấm này thầm mày không xong như vậy tam kia sản áp chìa đại dương khi ông phá bí bắt tới từ sân này càng na này anh bật bắt
vì do từ sợi căn để chơi đòi cà na từ dây từ sợi mà đong tiết nên anh do đòi cà phải bắt căn để chơi vì tới spear spiral mũi và tại vì từ sợi được phải bắt bắt toàn mà từ sợi đôi chân này dừng khi ông anh vận vị thi những đại đôi chân này vay là hai chân là hai của mình tới dừng dọc à vị thi chân nào vị chi này mình dễ với đôi chân sầm chiêng bạn này thả miên pel mà mong dừng bừa điện mà mong miên pel cảm mong dân bình yên cảm mong cho các bạn dân bình yên không có bọc non chẳng bị từ sợi được bắt cái bắt bị bắt cái bắt từ sợi đây nên không sống bình dạng bằng này. So would it? Sắp rồi nha. Đôi chân này giờ cam trở tới ba sân nhà khi ông này dây thà nữ so mà phơi muối chỉ bị xé chỉ muối nâng hàng crom xua chầm lại. Lục ban ធ្វើឲ្យទ្រឹស្ដីនឹងคลายទៅជាប្រតិបត្តិហើយប្រតិបត្តិនោះคลายជាទ្រឹស្ដីវិញដូច្នេះគឺលោកផ្ដាល់ដំបូងមានដល់ខាងអ្នកសួរចម្លើយនោះដើម្បីពួកគេទទួលបាននូវចម្លើយសារភាពពីអ្នកទោះពិតជាត្រូវហើយសូមអរគុណសហប្រិយញ្ញាសូមអរគុណ លោកបាននិយាយថាការវឹកវាន់ជាច្រើនសម្រាប់អ្នកសួរចម្លើយនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងក្រុមតូចតូចឬក៏ដោយបាទធ្វើការជ្រើសរើសសម្រាប់ម្នាក់ម្នាក់ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះដែរគឺជាការសំខាន់ណាស់ដែលថាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលត្រូវបានធ្វើឡើងដែលអាចដាក់មនុស្សបានពី 50 ទៅ 60នាក់សម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលដូច្នេះក្រៅពីការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំបាទដែលកើតឡើងតែម្ដងក្នុងមួយឆ្នាំនោះ នឹងក្រៅពីការបណ្ដុះបណ្ដាលក្រុមតូចតូចដូចជាថាវារហ័សឆ្នះរហ័សសម្រាប់ពួកអ្នកសួរចម្លើយជាដើមហ្នឹងតើលោកមានការផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្វីផ្សេងទៀតទេនៅសាលាថ្មីដែលត្រូវការឲ្យលោកត្រូវការសាលារៀនដែលមានទីធ្លាធំអាចដាក់មនុស្សបានច្រើននោះជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធានខ្ញុំសូមឆ្លើយនឹងសំណួរនេះដូចតទៅ សាលានេះដាក់មនុស្សពេញតែនៅក្នុងការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំទេជាពិសេសពេលមេអញ្ជើញមកនឹងខ្ញុំប្រមូលឲ្យបានច្រើនចតិបមាយុទ្ធសាស្ត្រគាត់ទទួលការអបអរពីគាត់កាលពេលនោះវៃរហ័សឆ្នះរហ័សតែ 4-5 ដប់អ្នកម្ដងទេអានឹងរហ័សមកទឹកមកដងដប់ថ្ងៃមកដងកន្លះខែមកដងយ៉ាងយូរកន្លះខែមកដងរហ័សមកម៉ោងម្ដងឬក៏មិនដល់ពីរម៉ោងនេះជាពិសេសមកម៉ោងនេះសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះសូមចប់សហប្រិយញ្ញាលោកបានផ្ដល់នៅភាពញឹកញាប់នៃការបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់អ្នកសួរចម្លើយនៅសាលាថ្មី ដែលជួនកាលកាត់មានឡើងម្ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ឬក៏ម្ដងដល់ពីរសប្ដាហ៍ម្ដងអញ្ចឹងតើខ្ញុំអាចនិយាយបានថាថានៅក្នុងកំឡុងពេលនៃប្រតិបត្តិការរបស់ស.21ឧទាហរណ៍ឆ្នាំ76ឆ្នាំ70ឆ្នាំ87នៅក្នុងកំឡុងពេលណាមួយហ្នឹងគឺមានការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់អ្នកសួរចម្លើយម្ដងជារៀងរាល់សប្ដាហ៍ហ្នឹងដែលថាគេមានក្រុមដឹកពួកគេមានគ្នាពី 5 ទៅ 10នាក់នោះឬ ពេលព្រោះគេថាពេលហ្នឹងលោកបានផ្ដល់នៅជំរឿសពី3ដែលលោកបាននិយាយនោះសូមបញ្ជាក់ថាការដែលខ្ញុំបង្រៀនញឹកញាប់គឺញឹកញាប់មែនទែននៅឆ្នាំ1978 76មិនដែលបានប្រមូលកម្មាភិបាលសួរចម្លើយមកបង្រៀនទេចុងចិត្ត75មានខ្លះ ប៉ុន្តែញឹកញាប់មែនទែនចិត្ត78ការងារកាន់តែមានញឹកកាន់តែខ្ញុំត្រូវអប់រំអ្នកសួរចម្លើយកាន់តែច្រើនកាន់តែញឹកទៅសហប្រិយាលោកបាននិយាយថានៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនោះវាមានភាពញឹកញាប់ខ្លាំងជាមួយអ្នក សួរចម្លើយនៅក្នុងឆ្នាំ1977ខ្ញុំសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់ថាតើដោយសារចំនួននៃមនុស្សដែលចូលមកគុំខ្លួននៅស.21នោះកាន់តែច្រើនជាង
គឺច្រើនជាងឆ្នាំ76និង77តើអញ្ចឹងមែនឬទេ ជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធាន រឿងនេះ វាពឹងផ្អែកទៅលើចំនួនមនុស្សដែលចូលមក ខ្ញុំដូចមិនឃើញតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះទេ រឿងដែលខ្ញុំហៅមកអប់រំញឹកញាប់វាអាស្រ័យកត្តា 2 កត្តាទី1គឺផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំកាន់តែយល់ ចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយ នៃសភាពការខ្មាំង តាមការឧទិសនាមរបស់បក ដូច្នេះការអប់រំនេះវាទៅតាមសំណូមពរដែលបក្ត្រូវការ នេះវាជាបញ្ហាមួយ សំខាន់ វាមិនមែនពឹងអាស្រ័យទៅលើចំនួនអ្នកដែលចូលមកជាអ្នកទោស ដែលចូលមកយើងហៅអ្នកទោសយ៉ាងនេះចុះ ដែលចូលមកទេ ទី 2 វាអាស្រ័យសភាពការដែលបក្ត្រូវការមួយមានញឹក មកដូចអាតនេះទៀតដូច្នេះដើម្បីជំរុញអាតនេះអាតនោះ តាមសំណូមពររបស់បាក់វិទ្យាលេខាស21ហៅអ្នកសួរចម្លើយមកអប់រំ ថែបំពន់ ជំរុញថែមទៀត នេះលៀបនឹង សូមបញ្ចប់ សាប្រិញ្ញា lúc này thì càng tận nhất nhóm những cơ thể vận tải lúc này thì ampi cả bị chúng rứa co cả vận động vận đa là thà càng tận nhất nhóm không chỉ làm đến miền khi mình sẽ bàn bị chúng thì mọi đó này thì từ sau đây bằng hai sự hiệp cá đặc biệt thiên đặc cá bằng riêng nghệ su chấm lái lực từ sau đấy đặc biệt thiên đặc cá សាប្រិញ្ញាសូមអរគុណលោកប្រធាននៅឡើយនេះយើងម៉ោង12ឬ15នាទីហើយតើលោកប្រធានចង់សម្រាក់ឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបន្តយើងនឹងសម្រាក់នឹងបន្តទៀតទេសូមអញ្ជើញមុននឹងប្រកាសសម្រាក់សូមអញ្ជើញលោកចក្រមសង្វាក់ សូមអរគុណលោកប្រធាននៅខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមានសហប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យមានការពិភាក្សាយើងយល់ច្បាស់អំពីការពិភាក្សានេះថាសហប្រិញ្ញាលោកត្រូវការពេលបណ្ណាទៀតដើម្បីសួរទៅជូនជាប់ចោតតកតងទៅនឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយបកគមនីកម្ពុជានោះ សហប្រិញ្ញាសំណួររបស់ខ្ញុំនឹងគឺតកតងទៅនឹង ស្រ័យទៅលើចម្លើយរបស់លោកកាំងហ្គេកអ៊ីវដែលគាត់បានធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏ការវគ្គសិក្សាហើយខ្ញុំនឹងសួរបន្ថែមទៀតអំពីកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមអង្គភាពតូចៗការផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយហើយនឹងកិច្ចប្រជុំតិទៀនស្វ័យតិទៀនដែលផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយនោះដែរហើយក៏ដូចព្រឹកនេះយើង ឃើញខ្ញុំអាចនឹងត្រូវការពេលមួយម៉ោងទៀតបាទបើសិនជាលោកធានអនុញ្ញាតខ្ញុំនឹងអរគុណប្រហែលជាមួយម៉ោងទៀតបាទ មកឥឡូវនេះយើងដល់ម៉ោងត្រូវសម្រាប់វិសាហថ្ងៃត្រង់ហើយអញ្ចឹងគឺអង្គជំរះប្រកាសសម្រាប់ដើម្បីវិសាហថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ម៉ោង 1:30នាទីរសៀលនេះសូមអញ្ជើញបន្តដំណើរការសកម្មការតទៅទៀត អនុរិយមន្ត្រីគុំខាំងនាំជំចប់ចោតទៅកាន់បន្ទប់រងចាំនឹងឲ្យនាំគាត់មកកាន់ទីនេះវិញនៅវេលាបានមុនម៉ោង 1:30នាទីហើយភាគីដែលត្រូវចូលរួមក្នុងសកម្មការក៏ដូចគ្នាដូចនោះដែរសូមអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងដំណើរការសកម្មការនៅរសៀលនេះបានមុនម៉ោង 1:30នាទី